Dạ đây là di ảnh của anh thì cũng mới đem về nè cả nhà. Di ảnh của anh Na. Anh Na 37 tuổi. Hình đó đó, hình chứng minh hay là hình ngoại? Mình chụp không đi hỏi à. Một năm trước đó. Hình một năm trước. Dạ. Dạ được anh, cảm ơn anh. Đi mãi mãi rồi. Đi mãi mãi. Đây sớm ở gần này. Dạ dạ ông, cảm ơn. Vừa nãy thì anh em thì cũng vừa hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của anh Na, treo cổ chết trong căn nhà bằng chiếc khăn tắm của mình thì bỏ lại người cha, thì mẹ đã mất sớm. Thì bước đầu thì anh em đến thì cũng xin phép với nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình số tiền để chung tay giúp đỡ gia đình có tiền để lo hậu sự cho anh vượt qua khó khăn lúc này. Thì cũng tiếp tục chia sẻ trong tang lễ của anh. Thì đây thì cũng nghe anh quen một người chị gái thì đã có gia đình. Thì sau này anh phát hiện là người chị gái đã có chồng thì anh cũng buồn bã, thì về nhà kết liễu đời mình ở trong căn phòng nơi anh ngủ hàng ngày. Đây là cháu có của anh Na. Đây là phía trước nhà cửa thì cột này kia này cả nhà, cột thì hư hết trơn. Anh Na từ trần lúc 7:30 tháng 9 2024 ngày 9 tháng 10. Phía bên trong thì cũng vừa tặng liệm anh vừa xong. Chưa chị. Theo trọng chỉ có hai ông già. Này có gì ảnh của anh ha. Ờ đây ảnh của ảnh chú bảy trẻ đó anh. Dạ hả chị. Trẻ chưa có vợ đó. Dạ. Đẹp trai ha. Đây nhà đây ảnh còn trẻ. Đây rồi để ngay lên chụp. Đây báo thì con. Đi à. Xe đây bác cho. Chị chắc ở xa hả? Ở xa hả? Mới về. Dạ, ở chung không có chồng ở chung không, ở tấm tiêu chung không. Mới được đi lại thôi. Bây giờ chị lại đi ngồi hỏi thăm xíu đi. Ngồi đây nè. Quý vậy đó. Chị nói chị ở đâu? Chung không hả? Ở chung không. Có chồng ở chung không. Dạ, chăm xin phép cài cái mic cái. Dạ. Ai báo tin cho chị biết khi mà xảy ra sự việc, ai báo tin cho chị biết? Dì, chị này điện cho. Điện nói là em mất rồi hả? Dạ. Anh mất chứ? Anh. Ồ, anh. Bà anh. Khi mà trước đó thì khi mà nghe nói là anh có quen một cái người con gái gì vậy đó, chị có biết không? Biết. Gia đình mình có ngăn cản gì không? Có, mà không nói đâu có nghe, anh đâu có nghe, thương người ta. Thương lắm hả? Dạ. Nhưng mà nói là để mà tới xảy ra một cái sự việc đau lòng như vậy. Cái cô đó nghe nó cũng đang có chồng, có con. Dạ, có chồng á, có chồng ở Sông Cang á. Dạ. Rồi có nghe nói ba bốn đứa con cái gì đó. Ba bốn đứa con? Dạ. Trời ơi. Rồi nghe nó đưa anh này về nhà luôn. Có dạ. Chồng mà vẫn đưa về nhà. Dạ. Chị... Mình vô hả? Chị có biết cái câu chuyện đó không? Có gặp cái người không, đó chưa? Không có gặp. Chưa từng gặp luôn. Nghe anh ta nói. Thì nói thôi. Dạ. Nhưng mà biết là giống như là có cản hay sao á. Gia đình có cản hay sao đúng không? Có phiền. Con nói á. Con nói bà đó coi vợ có chồng có con rồi. Dạ. Đừng có thương người ta mà anh đó, nói đâu có nghe đâu. Còn thương người ta. Nhậu nhẹt vậy các bà nó kêu lên thì lên liền đâu có dám nhậu đâu. Rồi tôi ngày đi biển không đi kiếm tiền cho. Một 200 cho hết 200, 300 cho hết 300. Không để một cắt tui nào để trong trong mình xài. Không có cho ba, cho vợ hết trơn. Ui. Thương ta đơn vậy đó. Thương ta đơn vậy. Dạ. Lúc đó là yêu cô đó quá rồi nên là không có lo gì tới ba cũng như không có lo gì tới bản thân của mình luôn. Dạ.
đi làm được bao nhiêu cho hết bao nhiêu. Ờ, làm hết bao nhiêu, Còn lúc trước là lúc mà chưa quen thì chắc lo cho ba đúng không? Dạ, có lo cho ba. Có thì đưa tiền cho ba. Rồi tôi quen cả bà lo rồi bao nhiêu đưa cho bà lo hết trơn, không cho ba. Rồi một cho hết trơn rồi tiền ở trong túi mua thuốc hút. Hút cũng không có tiền nữa. Không cho em sinh dở nữa. Là lúc đó cô đó về đây sống hả? Dạ, về sống cũng mấy ngày rồi đi qua đi lại vậy đó. Ở đây 2-3 ngày rồi đi Sơn Cang, 3-4 ngày mới lại đây 2-3 ngày rồi bà đi nữa. Vậy chắc về bên chồng. Dạ, đi bên chồng á. Hôm rồi chạy qua đây. Dạ, đi về bên chồng đó. Ui. Rồi dông anh em đi làm có tiền cái gì bà lại lấy tiền xong rồi đi bên chồng ở Sơn Cang. Kỳ vậy trời. Dạ, đi lấy đưa tiền đưa về cho chồng của chồng á. Về ôm đi. Có gạo có gì sách đi hết trơn. Về nhà đây sách gạo rồi dạ. Gì bỏ hết luôn. Dạ, đi lượm một giỏ sách. Tiền ơi. Tiền bạc gì lấy đi hết trơn. Vì mà anh không có nhận ra được cái vấn đề mà vẫn tiếp tục quen. Hồi bữa đốn ta đó em về á, đi coi cái thùng ở trong phòng có thùng gạo không có một hộp gạo ở trong thùng đó. Em kêu ba em mua một giỏ sắt đi, em cho tiền mua giỏ sắt đi để nấu cơm ăn, cho anh ăn nữa. Ba nói ghét bà đó lỡi sắt gạo đi không thèm mua. Trời ơi, đã ở là mua về là cứ ghét rồi đem về nhà. Đi bên chồng á, đi bên chồng lấy cho đi nuôi chồng ở Sơn Cang á. Không ai nói gì được, nghe nói là cái chị đó có quánh anh này luôn. Có quánh. Nghe nói mấy cô kể là đánh luôn. Dạ, đánh. Đánh dữ lắm luôn. Dữ lắm, đánh. Hồi đạp luôn mà, nghe nói đạp luôn mà. Dạ. Không ai em cùng ở xa, em cũng không biết nữa mà nghe bà con gần nhà nói đập anh có anh em luôn. Dạ. Tiền đi làm bao nhiêu đứa cho vợ hết trơn. Dạ. Không cho ba nữa, nó thương ta đơn vị. Rồi em cũng khuyên nữa, em nói đừng thương ta quá, ta có chồng có con rồi. Dạ. Mà đâu có nghe đâu, nói cũng như không. Cũng nghe ai cũng khuyên hết nhưng mà nó không nghe ha. Dạ. Chị có chắc khi mà chị nghe được cái sự việc ảnh tượng treo mình ở trong buồn như vậy thì cũng hết hồn mà. Dạ, hết mình đâu có nghĩ tới mà đến nỗi mà vấn đề như vậy đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Khi quen thì có những vấn đề gì cũng đâu có đến nỗi. Tại sao mình thì... nghĩ như vậy trời? Dạ, không biết sao nữa. Mới 37 tuổi. Bỏ ba em một mình. Hai cha con ở nhà. Thế nó mẹ thì cũng bị bệnh mất. Dạ, mẹ thì bệnh bị tai biến mất năm rồi, 15 tâm nhỏ bả 2-3 ngày trước mới xong đó. Mới đây luôn. Dạ, mới mấy ngày đây luôn. Mới là nó dỗ cô mấy hôm. Rồi anh nó đâu có đi thắp nhang cho mẹ đâu, buồn bực quá, ngồi ở trong nhà không. Không đi thắp nhang cho mẹ luôn, kêu đi đặng qua đặng ăn cơm cũng không thèm đi luôn. Thấy người thấy giống dạ giống người không có hồn trong mình vậy. Không có nghe. Dạ. Kêu đi ngồi ở đó, kêu đi ăn cơm ăn gì còn không đi luôn, không thắp nhang cho mẹ luôn. Đây là mới đám giỗ mẹ đây. Dạ. Đó là em gái cũng về phiên mà thấy mất thân vậy đó. Dạ, kêu đi ăn cơm ăn gì không đi luôn. Ngồi ở nhà. Lúc đó là có trả lời không, giống như nó có buồn hay này kia, không có tâm sự. Thấy không có nói cái gì hết rồi, thấy cái mặt hơi buồn. Chắc cũng biết nha, chắc gia đình này kia cũng biết là cái cô đó dẫn có chuyện giống rồi. Giống như chị có cảm giác là giống như em mình nó đang bị cái gì? Anh mình chứ anh mình có sao? Thấy mặt hơi buồn, thấy vợ nó đi bỏ, em thì cũng nghi nó chắc vợ nó đi bỏ nó buồn, không thấy vợ nó về. Rồi ai ngờ đâu mà gì. Bà thì cũng thấy nó quá trời như vậy thôi. Dạ. Không ngờ mà giống như mình không có suy nghĩ về tới mà đi tự vẫn như vậy. Dạ. Cái chị qua đây. Dạ em mới qua hồi nãy mới qua lại tới. Dạ, đây đó hả? Dạ. Nhà bên chồng ở Trung Thông á, tại hai đứa con đi học nó mới lại tới. Hồi nãy mà chị mà nghe cái khúc điện thoại mà đã tự vẫn như vậy rồi. Không còn đứng nổi nữa. Đang làm là ăn cho con ăn cơm đi học. Ôi hết. Tính ra là chị này mới gặp anh mình có ba hôm gì à? Đám giỗ mẹ. Dạ. Cũng có khuyên anh. Chị khuyên á đâu có nghe đâu.
không hiểu sao mà không biết làm sao mà thương tá thôi nhỉ luôn. Nhắc cái cô gái này si tình đó, si tình chắc mình đi làm để nuôi người ta. Dạ đi biển một ngày 2-3 lần, đi ngày đi đêm, đi lấy tiền nó cho vợ đó. Ồ, đi biển bắt con này kia bắt, bắt con ốc con cua bắt này bắt kia đó, đi kim cho vợ nó, lấy tiền cho vợ nó. Vợ nó ở đây 2-3 ngày đi đẳng đi xuống cám một tuần 2 tuần mới về đây. Thì đây được ngày 2 ngày đi nữa vậy đó. Giống như là anh này làm cái tiền cái đưa cho vợ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, có tiền nó đi trong nó đi có lấy tiền nó đi nuôi chồng nó ở xuống cám. Rồi rồi. Thì thắp hương chưa? Thắp hương chưa? Dạ. Thắp hương dạ. 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 Đau lòng. Dạ. Dạ. Đúng rồi, người đó mới đó thấy đó mà chết mà. Mẹ thì mới mất năm ngoái, mới làm tròn cũng không có gia đình, cũng khó khăn, cũng đi một người một nơi hết. Ngột á, hút bãi hai tuần ấy ạ. Ngột là ngột lệ, ngột nó tôi trôi âu đâu thế này. Cha thì đã già, mẹ thì đã mất. Trong khi đó ở với người cha, mà bây giờ người cha quạnh yêu, nó không biết ở với ai nữa nè. Mới gặp đó nè, nhà thấy xây xấu trời. Nhà thì nè, không có bên hông là để, chỉ có để là ba cái lá chị à. Mình chơi mua là dột xiền luôn. Những cái tính kiểu thông bọn kia lại thông. Bà có giảm có chậm sản cái chết. Dạ sao anh hết? Sạch ra nó buồn bã. Nó chuyện nó thơm ơi cái cô mà che mà tôi trôi âu ngông. Rồi người này cũng mới lớn lên chưa có vợ mà thương thì người thương hết lòng mà. Làm nhiều cung phụng hết nhiều cho vợ hết nhiều. Đó mà vợ lấy cái số tiền đó đi cũng như là quýnh bà quýnh bạc và nuôi cái người chồng lớn. Nó rất là khổ như vậy. Ở gia đình thì nói chung là không có nói tiếng Việt rành nên thành là mình dịch ra những cái lời lẽ của gia đình nói nãy giờ đó. Đó thì em mới sanh ra cái như là buồn bã không biết nói với ai. Đó cũng nói chung là cũng buồn quá thì em uống chút đỉnh rượu gì đó thì tối đó thì em cũng như là thắt cổ tự vẫn luôn. Đó thì người cha mới là vô đi uống cà phê về mới phát hiện là em cứng ngắc trong bụng rồi. Đó nó câu chuyện như vậy. Cái keo lủng lẳng trong cửa bụng. Khổ quá trời luôn. Rồi bây giờ chỉ còn có người cũng như là người em út với một người chị hai. Chú thì có 5 người con mất hết rồi. Còn 3 người. Người đó mà cũng như nói chung là khó khăn hết trơn đó. Ở xa hai chị. Ở xa cũng như đi. Xa nữa. Có chồng có vợ ta đi chỗ này chỗ kia, đâu có ở chung đâu. Chỉ ở chung với là cái em thắt cổ này nè. Dạ. Ở với con trai. Chỉ có 2 cha con ở. Rồi chú cũng rất hiền, rồi nói là em này cũng rất là hiền luôn, ở trong xóm trong làng là ai cũng thích hết trơn. Không nghĩ là cái số tiền mà một mượn người này 1 triệu, người kia 2-3 triệu mà lại suy nghĩ mà cái cú sốc gì đó. Bởi vì không có tiền trả mà đối với mình cũng vậy, nếu mà cái như căn nhà như vậy rồi mình làm đâu có ra tiền đi biển một ngày được có 150 ngàn đó thì đưa cho vợ hết rồi. Không thể nào trả nổi, không có thể nào mà trả nổi mấy lần nghỉ quẩn vậy. Chứ thật sự nếu mà ta có khả năng mà ta biết suy nghĩ rồi ta gắng cố gắng lên là vượt là trả từ từ cũng được. Mà cái này em cũng như là cùng đường rồi, nói chung là con người không có kia. Cái cú sốc quá nặng đó. Con này bỏ nữa. Rồi với vợ cũng như là hành hạ thậm tệ luôn, đánh chồng luôn mà. Rồi thậm chí mà dắt chồng, dắt người em này đi mà tới nhà chồng lớn đó cho em này ngủ thằng ba. Còn vợ thì vô ngủ với chồng lớn đó, ai mà không tức. Ây dồi ôi. Nhưng mà gặp mình là có câu chuyện nữa. Cái này gặp anh sự. Anh Út là no à. Dạ. Đó thì nãy giờ thì cũng gia đình cũng chia sẻ vậy đó, là vậy đó. Dạ. Mình nói thật là mình chia sẻ lại nếu gia đình tại nói tiếng Việt không có gần. Dạ. Mình mới dịch ra cho anh em cũng như là cô chú anh chị em gần xa được biết là câu chuyện của em Rinh này như vậy. Tóm lại như vậy đó anh ha. Nói chuyện lớn mà bà cô chú mới hiểu.
Rồi, rồi cảm ơn Thắng nhiều nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn đây để chia sẻ gì đó bạn. Đây là nơi mà mấy cô đồ để nấu đồ ăn. Chị gái. Nghĩa là rất hay là chào chồng em với cái người này là chắc cũng thân. Dạ đúng rồi. Chắc cũng tâm sự này kia đó. Anh là nhà gần okay. Không? Nhà gì cũng gần đây hả? Dạ em bên kia. Khi mà hay rồi chạy có chạy qua thấy hả? Dạ đúng rồi, cũng qua lại gì đó, ban ngày qua chơi gì đó, rồi thấy mình về nhà mình thôi. Ừ. Nghe nói là anh chiều nhận ở trước cái bồn đó hả chị? Chị có thấy không? Cái ảnh nằm vòng chuyện thôi, rồi mình tiếp. Mình là con gái, ổng là con trai mà nhiều khi mình cũng hỏi vài từ thôi, cũng hỏi nhiều lắm. Hỏi ổng đi đường bắt ốc bò với ta, rồi ổng nói là mưa, ổng đi vậy thôi chị. Em cũng ít nói với ổng lắm. Chị thấy cái hoàn cảnh của anh ấy, nhà mà có hai cha con rồi đúng không? Đúng rồi, giống như em cũng có chồng, em gặp ảnh cũng mấy năm rồi, cũng thấy nhà hoàn cảnh nghèo, cũng thấy tội. Đi làm để đi làm để kiếm sống thôi. Rồi ổng cũng mới gặp mẹ được mấy tháng nay à, 5-6 tháng gì à. Rồi cũng thấy giống như là bả không có chân thật với ổng, rồi cô chúa đồ cũng góp ý là giống như khuyên là nha, khuyên. Khuyên đừng có cho quen nữa. Dạ đừng có quen nữa, rồi ổng giống như là người thật 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 thảo á, giống như là gặp người là phải thương tới đời của ổng gì đó, rồi anh em cũng góp ý mà ổng không chịu, rồi anh em có thấy vậy người ta nói kệ đi, gặp được bữa nào hay bữa nấy theo ổng đi vậy đó. Người bà này bà lời bà thấy ông khờ khờ thạo thạo vậy đó, cứ đi 2-3 ngày lại 2-3 ngày đi gì người ta nghĩ nói tới giờ chồng làm gì làm gì đó. Gì đó người ông ở đây mấy hôm chạy về bển mấy hôm. Dạ đúng rồi, ông buồn gì á, người ông tự ông ơn gì. Ông buồn giờ ông gì á cũng thấy tội. Nhưng mà giống như lối xóm, giống như anh em này không ngờ mà dám mà giống như dạ, là lấy rồi. Cái khăn mà tự vẫn như vậy. Dạ đúng rồi, đúng là giống như là thấy mặt ông cũng bình thường, buồn thì buồn nhưng mà ông không có biểu hiện. Tỏ ra cái nỗi giống như là muốn tự vẫn mình ơn gì á, ông có làm gì. Tại vì anh em ta không biết là ổng làm cái con đường đó, ta không có biết được á. Rồi tự nhiên sáng em đang ở nhà thấy la khóc trời chạy lời cái thế gì. Trời ơi, hết hồn đúng không? Dạ, đúng rồi. Hết hồn rung hết người. Bạn thân nè, bạn thân luôn đó, hay gặp nhau đó. Sáng mình lội lại mua đồ ăn sáng thì gặp ổng, sáng ổng lên ổng mở cửa nhà ổng đi ra đi vô gì. Dạ. Nghe nói quen con này có khi mà đánh đập luôn, đánh đập ảnh luôn. Đánh đập hai lần, đánh đập là em ở nhà em cũng biết mà bác vợ của ổng nè. Rồi bà ở gần á, bà thấy rồi bà cứ đi nhà em nói như là tội nghiệp ổng á. Em nói biết sao giờ vợ chồng ta mà. Thấy vậy, vậy là em cũng thấy luôn, chứng kiến rồi phải không? Thấy bà đập rồi nồi cơm, đồ cha chồng ăn, đồ bà đập hết. Trời ơi, cho ổng ăn rồi, bà dữ lắm, bà dữ lắm. Rồi trong khi đó không mét chị hai trước nhà mà không nói gì cho người. Bà hiền quá, bà đâu dám đâu. Bà kia bà dữ á, bà đọc chết á. Rồi, cái này gặp nguyên tuổi sớm như vậy, sớm như vậy đủ bà ra luôn á, thường thường. Không sợ bà chém á. Trời. Tại vì bà cứ lại bà hù người ta, bà nói bà từng ở tù á, ai đụng tới bà chém chết vậy đó. Trời ơi, ở tù nữa hả? Đúng rồi, bà từng ở tù rồi. Mà mình không chứng kiến ta ở tù đâu, mà giống như là người ta thù có người ta tự nói ta thù mình cho mình cũng biết ta có nghe ở tù nữa, nghe ở tù nữa. Ồ, cái câu chuyện mới nữa. Rồi ổng cha chồng ổng giống như là có con dâu, ổng ít ở nhà vậy đó, ổng đi nhậu gì đó bụng á, ổng ăn đồ ăn của nó mua gì chút là nó đặt trước nhà mấy con rồi nó phải hết luôn. Trời ơi, dâu dữ à, dâu dữ. Vậy là dâu này hơn dâu này hơn ba chàng đó vậy. Mà trong khi đó là biết chị hai ở gần nhà, biết anh em gần nhà nhóc mà dám làm như vậy nữa chạy. Nữa, dữ. Ừ. Thấy ông nội, thấy em ở đây ta hiền lắm, ta giống như là ta sống là cái cảnh của người ta là ta thương bà con, chứ ta không là hung dữ như bà lại là. Có chuyện rồi. Người ta ít kiếm chuyện nhau lắm. Dịch dân đại ca vô trong khu vực này. Gặp dân đại ca là ai cũng phải chịu thiệt bả hết. Vừa gặp ông này, ông khờ khờ khảo khảo tội nghiệp. Em còn 7 tuổi à, chưa quen ai hết. Lần đầu tiên giống như mối tình đầu vậy ha chị ạ. Gặp bà này bà hình như năm mốt. Trời ơi, 51, 50 tuổi luôn, hơn biết nhiêu tuổi luôn. Bà đó mấy, 51 à? 51 tuổi. 13-14 tuổi hả? 13 tuổi. Bà này chắc phải cả anh Út mới vừa. Đúng rồi đó, còn nhỏ hơn nữa. Để chỉ rồi về đưa cho anh Út. Nãy là mấy cô thí dụ như giống như con này vậy nè. Sao? Đúng rồi, mập vậy á. Không, mập với con này luôn hả? Ba, mũi dạng luôn á. Giống như da thịt ta, giống như là ta hơi trắng hơn. À, nhìn nó có hấp dẫn hơn. Hấp dẫn nữa. Rồi gặp anh Út rồi. Tiền bao nhiêu lấy hết, nhà có gạo có gì xúc hết. Đúng rồi. Vậy mà chịu được. Giống như là mấy
người từ thiện á, ta thấy ổng cha ổng gì đó, người ta cứ cho mỗi năm một tháng thì cha cho hai lần cái gì á, rồi chục ký nhà, rồi đem lại giống như bà thấy cái bắt đầu sách đi vậy. Xúc gì hết luôn. Lấy gạo đi bên đẳng luôn. Xúc gạo cho chồng ăn luôn mà. Cho con ăn mà. Đem đi rồi giống như hai ba ngày lại cái ông này đi biển được mấy trăm gì đó, mua vài chục đem vô nhà cho ổng này cũng mua cho ăn thôi, nhưng mà đem về bển thì nhiều. Nghe chuyện này đồng giời thì mà chuyện này quét đi cái sạch luôn. Vậy là hai vợ chồng cũng không có sống chung. Nó lượt đi lên đi xuống à. Đúng rồi, được gì lên nấy mà. Cuối cùng là bị quẩn bế tắc quá. Rồi giống như cô bác đồn, ta thấy ta biết cái lừa đảo nói chuyện với ta tiếp xúc ta biết rồi, ta cũng an ủi mà ổng nghe thôi. Dạ. Như là ổng thương quá. Ổng nói dù vợ ổng tốt xấu gì cũng là vợ của mình đó. Phải nói luôn. Người ngoài ta nhận được, nhận biết được, nhưng mà trong cuộc mình nhận được, mình thấy được, mình tội nghiệp ổng, mình cứ giúp ổng vậy đó mà ổng không chịu. Ổng cứ nói vợ ổng cặp cặp thôi, đâu có cưới không? Dạ. Không có cưới không? Lại thấy ông này vậy là bà tự gói quần áo lại nhà người ta ở gì đó. Đâu có đi chồng mình ở nhà nữa, còn có nhà. Cái này đi theo để lợi dụng, để kiếm tiền, kiếm gạo, đồ ăn cho vợ, chồng con. Cuối cùng thì thấy người này hết khả năng làm ra tiền để bắt đầu đá bỏ. Người gặp lại đi vậy rồi ổng mới suy sụp đó chứ bà còn ổng đâu có suy nghĩ tới đó đâu. Đâu nghĩ tới nước mà đường mừng này đâu. Đâu có suy nghĩ là treo cổ chết đâu. Bà đi ổng mới làm đó. Bỏ luôn rồi đó. Ngày qua cũng tiếp là tự biết cô tiếp thôi ha. Chứ hồi nào giờ cha con sống cực khổ đâu có tên đổi gì đâu, tự nhiên bả lợi hai ba tháng sao ta tự dẫn sao chọn cái chỗ này luôn hả, sao chọn cuộc sống ở chỗ khu vực này luôn. Dạ sao chọn luôn. Bây giờ chắc khi mà không biết là cái chị đó có hay mà anh mọi người như vậy chưa ta, biết hay không hay gì cái người này ta trực tiếp lên rồi sao giờ không biết có hay à, có trực tiếp thì chắc thấy rồi nhưng mà nó hay nó cũng dám đem mặt nó lại thấy bà con ai bức xúc rất là nhiều, tại vì nói là tại vì cô đó nên anh mới mất, đúng không? Đúng rồi, vì bà ổng mới mất mà. Không có đến đâu, không có đến. Tại vì dắt ta nó không lợi, ổng mới từ từ đó. Nghe hồi tối nghe bà dì bà nói là có điện thoại nửa tim đó, dắt điện báo đi. Báo hả? Đúng rồi, dắt điện đi, nói không lợi mới ổng làm. Rồi, cảm ơn chị nha, cảm ơn chị. Dạ, 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 dạ. 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 Quen anh trai. Dạ được, cảm ơn chị. Quen thêm anh Anna 37 tuổi để gom tiền để lo cho chồng và những đứa con của mình. Thì anh hay tin thì cũng đã kết liễu rồi, mình sợ chiếc khăn tắm. Nhưng cô cũng ở đây cũng nấu. Anh em thì bước đầu nãy đến thì cũng xin phép với nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình số tiền thì chung tay lại để phụ lo trong sau sự của anh. Thì cảm ơn chị Loan ở Vũng Tàu đã đồng hành cùng em để chia sẻ giúp những hoàn cảnh khó khăn. Đây. Đẹp không cô? Đẹp không? Đẹp quá. Bảy mấy ký luôn. Ủa, đẹp hả? Đẹp lắm hả? Đẹp như cô không? Đẹp như cô không? Yeah, cô sâu lắm. Cô hỏi thăm chút xíu cô. Cô ơi, thằng chị xuống. Chị thấy thằng chị chú nãy như chị vậy đó. Là cô có nói chuyện với vợ anh Nga không? Có nói chuyện chứ không? Có nói chuyện không? Giống như có nói chuyện qua lại con nào phải không? Có chứ. Có hả? Ba bốn ngày nó đi rồi. Qua đây ba bốn ngày nó đi rồi. Bây giờ lâu lâu có ngày là về đây rồi xong đi. Đi ba bốn ngày nó lội. Lội thằng này bắt nghiêu bắt gì. Cô ăn tiền được 100-400 nghìn á. Đem đi hết cho nhỏ này nè. Ôi dồi. Bắt tay mình biết không? Dạ. Còn muốn chê nhoi nữa, tao khuyên tay xin mình đu vô tao. Em gặp đến chân luôn. Ừ.
con to mình con phải ăn phèn xích đây ăn luôn ở hay phèn ai xích để thằng ăn phèn chắc không cũng không hút nữa đem đến chân luôn mà ăn ban bài ban nọ nhiều đem đi nhở cho nhở chân cô có nói chuyện với cái người đó không cô có chứ có hả nó qua đây nó nói chuyện nói chuyện với cô hả giống như nói chuyện giống như bình thường giống như hơi cái tánh tình sao không cô có cảm nhận được cái mo đừng nói cái giống nhiệt phải đó cô đã phải cái đó đó cái tha cái mo rồi đó nó bình thường thôi cái nó chạy bỏ nhỏ này kéo bỏ chớ rồi nó nói vậy á nói gì ba bốn ngày trước vậy đó nói vậy á mấy giờ tôi chửi nó đó mày đừng có bỏ nó chết thì cái này cô này có đi bỏ nó chết thì dạ. Này là ở gần nhà giống như mẹ vậy đó cô dạ. Bám bến không có cơm ăn là chạy kiếm bà mà bà nó kiếm gì cũng không có bỏ dạ, nó cô này hả dạ không có thương ai thương nhỏ nó vậy như là cũng máu trình đầu gì nghe không có ai hết chưa bà đánh là ông là cô này vô cảnh á dạ. Cái bên nhà đúng rồi cái bên nhà cái đó nhà là cô vô cảnh á bà đi bà khóc bà luôn á cô đang ngồi khóc hả cô có buồn hả cô hôm nay mới có buồn hả thấy chồng mà ba vợ bánh chồng á thấy tội nghiệp á thấy tội nghiệp hả bà nặng tình với ổn lắm á chắc là mấy ngày mới ở đây là cái gì đó bánh nặng dữ lắm á chính xây mỏ chạc đường mà ngại cái nỗi hôn chứ thấy cái hạt này tôi cũng bị thủ tướng tính xưa đây cánh ta bà ngại cái mình sắp đi cánh ta anh thủ tế đi ơi sáng rồi cô có chạy qua không lúc mà ảnh hay mà phát hiện ảnh bị gì đó cô có nhà không cô? Không biết nè. Bán cô ở đâu ở nhà hay ở đâu? Nhà bên đây nè nhà sân cô bả đó. Dạ cà phê luôn. Nhà hai bên. Cô không gành không gành tiếng Việt. Cô không gành tiếng Việt. Bà ông bả không gành tiếng này nói chung bà con này mà tội nghiệp cô khóc hoài luôn. Cô cứ nói bình thường đi không sao đâu. Tụi con quay không sao đâu. Cô cứ chia sẻ với tụi con. Thấy cái hoàn cảnh của anh Na này sao cô? Cái cuộc sống ảnh sao? Không biết cô không gặp không biết tại vì cô chia sẻ trên đây á là mạnh thường quân người ta thấy người ta cô nói không có hiểu cô không hiểu tiếng mà thì không biết nói sao cô không gặp dạ biết ổng mà bà không có biết tiếng Việt nhiều như ta dạ. Nói không được luôn dạ bà nặng tình đúng rồi nhà ổng có lịch nhà chú em kêu ổng phải cũng không lại nhà con tựa nhau bây giờ con chết bỏ cha không biết cha đâu vợ giờ con không bằng chú rồi không ăn sống 3 ngày bây giờ con mình giúp cha đi bỏ vì nhỏ mà không ra gì bây giờ thì anh em hỏi thăm hoàn cảnh của Na thì bà con cũng chia sẻ thì anh buồn bã kết liễu đời mình bằng chiếc khăn tắm của mình ở trong căn nhà hiện nãy thì cũng vừa tắm liệm anh lúc 12 giờ đây là di ảnh của anh A Di Đà Phật. Dạ, có khóa của anh. Thì anh em cũng hỏi thăm thì chờ duyên bước đầu. Những đô trước thì anh em thì cũng đã có gia đình. Thì anh hai tên cũng buồn bã. Thì cũng về nhà kết liễu đời mình bằng chiếc khăn tắm của trong ngôi nhà bỏ lại người cha già mẹ cũng đã mất hoàn cảnh thì anh em đến thì thấp rất là khó khăn luôn cả nhà cũng mong chia sẻ với đô thì quý khán giả yêu mến thì cho em xin một lượt đăng ký like chia sẻ để kết nối được với quý mạnh thường quân thì thấy xem được video giúp được phần nào cho gia đình chung tay cho gia đình để vượt qua khó khăn lúc này buổi đô thì em cũng xin chúc quý khán giả của mình thường quân gặp nhiều sức khỏe luôn bình an trong cuộc sống thì em cũng xin hẹn quý khán giả trong những video tiếp theo và em xin chào.